Thảo như ý hình thú nha. Này để thú nhìn rất là cưng nha cả nhà. Cô chú anh chị mình xem clip á, thì mình nghe thông số quần báo giúp em nha, để mình hình dung được cây và mình kiểm tra cây nha cô chú anh chị. Rồi, mình đo thông số cho cả nhà nắm nha. Dạ. Vành của cây là 24. Dạ. Số 5 là một cây nhị ngọc toàn lá cẩm thạch, nhưng mà lá rất đẹp cả nhà ơi, chơi lọc được luôn. Nhìn nó mê quá cô chú anh chị mình à. Ủa cái màu rất là đẹp luôn ha. Nhìn xa tưởng bạch mai không cô chú anh chị mình ha. Dạ em kính chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em ha. Rồi hôm nay em tiếp tục ghé bên vườn mai của chị Trâm cô chú ơi. Hôm nay bên vườn tiếp tục lên cho mình những cái mặt hàng mai vàng chơi Tết, hàng thành phẩm nha cô chú anh chị. Mong là cô chú anh chị mình xem clip và ủng hộ cho bên vườn ha. Dạ rồi hôm nay là ngày 15 tây tháng 8 nha cô chú anh chị mình ơi. Dạ em chào chị Trâm ha. Chị chào em, chào kênh Phúc An nha. Hôm nay trở lại với kênh thì mình cũng có một số mã số mai để giao lưu cả nhà, mong cả nhà xem và ủng hộ cho mình nha. Dạ. Mã số đầu tiên là một cây nhị ngọc toàn nha cả nhà. Dạ, nhị ngọc toàn cô chú nha. Cái hàng này mình chơi Tết được hả chị Trâm ha? Có nụ kim hết rồi em. Dạ rồi, đây là nụ kim lên nách lá hết trơn hết cô chú anh chị mà. Form form nhấn trực nha cả nhà. Đây. Rồi chị đo thông số giùm em ha. Hoành cây là 17 nha cả nhà. Dạ rồi. Tổng bộ đế là 37. Chiều cao của cây là 58. Dạ. Tán ngang là 52. Rồi. Cái này mình giao lưu cả nhà là giá 900 bao ship nha cả nhà. Đi luôn chậu nha cả nhà. 900.000 bao ship luôn chậu của chú ơi. Mã số 1 hả cô chú anh chị mình. Nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Này cô chú mình chơi Tết nha. Rồi, mã số tiếp theo hả cả nhà. Mã số 2 nha cả nhà. Dạ. Mã số 2 là một cây siêu bông bình lợi cả nhà ơi, chuẩn bị có mặt hoa luôn rồi. Đây cô chú nó kết chùm luôn ha, mà cái bông nó rất là to nha cả nhà mình ơi. Hàng này là chị Trâm ghép được một mùa hả cô chú. Nói chung hàng này già nha cả nhà. Lúc nụ cho lên nhiều lắm rồi. Cây này nó duyên ha. Hoành thân nó nhỏ nha cô chú, nó gọn gọn thôi ha, tầm mười mấy 20 thôi, nhưng mà cây nó rất là duyên nè. Đây cả nhà mình ha. Rồi chị đo thông số rồi chị ta. Đo ngược á Ngân. Để đo lại. Dạ rồi. Hoành của cây là 17 nha cả nhà. Dạ rồi. Bộ đế này thì thôi mình khỏi đo nha cả nhà. Bộ đế có duyên lắm. Chiều cao của cây là 61. Đường thân lắc lượng chứ. Tán ngang của cây, cái tán cây này nó sao ta, mình đo vậy hả không? Dạ đúng rồi. 62 cả nhà ơi, tán ngang 62. Cây này đang chuẩn bị ra hoa nha cả nhà. Anh chị nào mua cây này về có mặt hoa Tết luôn. Rồi báo giá em luôn nha. Cây này mình giao lưu cả nhà giá 1.9 bao ship nha cả nhà. Dạ. 1.9 nha cả nhà ơi, cây rất đẹp ha. Đi luôn cái chậu cho mình. Đi luôn chậu cả nhà ơi, nói chung vườn mình là đi luôn chậu nha cả nhà. Dạ rồi, hàng thành phẩm cho Tết cô chú anh chị, siêu bông bình lợi già mùa ha. Mã số tiếp theo luôn ạ. Mã số 3 nha cả nhà. Dạ. Mã số 3 là một cây siêu bông bình lợi cả nhà ơi. Tàn quá trời đẹp ha cô chú anh chị mình, tròn do luôn nè. Nhà nó có lên nụ luôn hay có lên nụ kim mà cả nhà. Dạ. Nói chung cây này rất là có duyên nha cả nhà. Bộ đế rất là đẹp luôn. Ồ cái đế này của chú. Quá đẹp cái đế ha, cái đế mình coi là quá đã luôn. Cái tàn phải nói là nó cực kỳ tròn luôn cả nhà mình, nó ấm tàn lắm ha. Cái này mình ghép bao lâu rồi chị Trâm? Này ghép được 7 tháng rồi. Dạ rồi. Đây cô chú chị. Dạ, mình đo thông số mình nha. Rồi để mình đo thông số báo cả nhà biết nha. Dạ. Hoành là 23. Tổng bộ đế. Tổng bộ đế là 69. Rồi, cây đẹp cả nhà. Chiều cao của cây là 76. Tán ngang là 76 luôn cả nhà, số dạ điều cả nhà ơi. Báo giá em ha. Cây này mình giao lưu cả nhà là giá 2.3 triệu nha cả nhà. Dạ. 2.300.000 bao ship. Này mình lấy chậu luôn không chị Trâm? Đi chậu luôn. Nói dạ chung cái này mình đóng kiện đi chứ mình không có rút bầu nha cả nhà. Dạ rồi, đóng kiện nha cô chú anh chị mình ơi. Cái này cô chú anh chị mình ở miền Bắc cũng có thể sưu tầm được nha cô chú. Bộ đế nó lạ lắm cả nhà mình ha. Mình duyên ha chị Trâm. Đây nguyên một cái, một nguyên một cái bệ đây luôn cô chú anh chị ha. 2.300.000 là xứng đáng luôn. Chú mình coi kỹ kỹ một chút ha, cây đẹp nha cô chú anh chị. Nó lùng liền cây lắm nha, phải cây lắm luôn nè. Cốt cành nó rất là đều hả cô chú. Rồi 2.300.000 bao ship cho em này nha cô chú anh chị ơi. Tiếp theo cả nhà. Tiếp theo là một cây siêu bông bình lợi nha cả nhà, mã số 4. Dạ. Để đi đâu vậy mẹ?
Cái này có vô dây rồi cho mình hả cô Nói chú anh chung chị? có vô một nước dây cho cả nhà thôi, cũng Dạ. có nụ kim luôn cả nhà ơi. Củ đế nó cũng khá hay cô chú anh chị mà. Củ đế nhìn có duyên này. Đây, mình đã không xóa mà anh chị đâu mà. Mình cây là 23 nha cả nhà. Dạ. Tổng bộ đế là 60. Chiều cao của cây 69. Rồi. Tán ngang 72. Dạ. Cái này mình giao lưu cả nhà là giá 1 triệu 6 bao ship nha cả nhà. Dạ, 1 triệu 6 bao ship luôn chậu ha cô chú anh chị mình ơi. Này Tết là nó ra cái tàn dữ hơn ha cô chú anh chị mình. Nói chung còn ra tàn nữa nha cả nhà. Dạ. Này mình đang bấm đợt. Này là nó ra trong mắt nè cô chú anh chị, nó ra tròn đều hết luôn ha. Rồi, 1 triệu 6 cho em này bao ship ạ. Tiếp theo luôn. Theo là mã số 5 nha cả nhà. Dạ. Mã số 5 là một cây nhị ngọc toàn lá cẩm thạch nhưng mà lá rất đẹp cả nhà ơi, chơi nhìn lọc được luôn. Nhìn nó mê quá cô chú anh chị mình nè. Ủa cái màu rất là đẹp luôn ha. Nhìn xa tưởng bạch mai không cô chú anh chị mình ha. Và đặc biệt là cái cây này, cái bộ đế nó ngơm, nó sổ đều xuống luôn cô chú anh chị. Cây này duyên dáng vô cùng luôn nha. Thay cái chậu nó là đẹp đó. Chung cây này sang chậu là xuất sắc luôn á cả nhà. Dạ rồi, mình đã hông số chị Trâm ha. Hoành của cây là 24 nha cả nhà. 24 hoành ạ. Phơm lùng nha cả nhà ơi. Tổng bộ đế là 115 nha cả nhà. Dạ. Bộ đế nằm hết vòng chậu luôn cả nhà. Chiều cao là 54. Dạ. Tán ngang 54 luôn. Rồi xây em dòng ha. Này cây rất đẹp cả nhà. Ừ, cây đẹp ghê. Rồi báo giá em luôn chị Trâm. Cây này mình giao lưu cả nhà là giá 2 triệu 3 nha. Bao ship nha cả nhà. Dạ 2 triệu 3 cho mã này bao ship nha cô chú anh chị mình ơi. Mã số tiếp theo nha cả nhà. Là như số 6 thì phải ạ. Mã số 6 cả nhà. Xin phong mình lại cô chú anh chị. Chị em bối rối. Quên mã hoài luôn. Quên mã hoài. Có cái bài này mà không thuộc hoài nha cả nhà. Lần nào cũng vậy. Cái này thì già cây lên nút ngủ luôn hả cô chú. Nói chung cây này có hạn đơm rồi nha cả nhà. Dạ. Mình đơm hết một mùa rồi. Cái cốt ở trên là của chú chị ơi, nó mọc lắm nha. Đó. Rồi chị Trâm đi vô trong xây dùm em cây ha. Nó ra ngoài này nó sáng hơn, nó đẹp hơn nè cô chú. Chung đây cho anh cả nhà ngắm cái trái cây này. Thằng thông rất là đẹp nha. Dạ. Dạ không gọn cô chú chị. Cái này mình để bàn được á cô chú. Mình treo bao lì xì, treo lọc lên rất là dễ thương nè. Rồi mình đã không số thằng dáng trực đẹp mà thằng thông nữa. Dáng trực thằng thông. Không số cho cả nhà nắm. Hoành của cây là 20. Dạ. Tổng bộ đế là 46. Chiều cao là 88. Tán ngang 69. Dạ rồi. Cái này mình giao lưu cả nhà là giá 1 triệu 7 bao ship nha cả nhà. Dạ 1 triệu 700 ngàn ha. Cho cái cây siêu bông mình loại form dáng trực này cô chú anh chị mình ơi. Cây này hàng gốc cốt nha cả nhà. Dạ. Hàng có đơm hết rồi, cây già mùa. Rồi cô chú anh chị mình tham khảo cái mã này giùm em ha. Nụ kim nó lên nhiều lắm cô chú, ở trong nách lá nè. Nói chung là hàng này là bao Tết cô chú anh chị ơi, bao có hoa cho mình nên cô chú anh chị mình mạnh dạn nha. Yên tâm mà. Rồi em xuống mã nha cả nhà. Số 7 cả nhà. Mà số 7 là một cây siêu bông mình lợi nha cả nhà. Dạ rồi. Phơm cao của chú anh chị mình. Cái bộ đế nè. Cái bộ đế có duyên lắm cả nhà. Thè ra vậy cô chú anh chị. Ừ, cưng quá. Chị đâu không số gì chị đâu. Hoành nó cũng bự nha cô chú anh chị. Hoành 25 nha cả nhà. Dạ 25 hoành. Tổng bộ đế là 73. Dạ rồi. Chiều cao của cây là 86. Bán ngang là 72. Dạ rồi. Cái này mình giao lưu cả nhà là giá 2 triệu 2 bao ship nha cả nhà. Dạ rồi, 2 triệu 200 ngàn cho cái mã này bao ship nha cô chú anh chị. Nói chung một cây độc lạ nha cả nhà. Dạ. Bồ đế nói chung là nhìn có duyên lắm mà lạ lắm. Đây cô chú anh chị mình ơi. Theo là mã số 8 cả nhà. Một cây giảo như ý hình thú nha. Này để thú nhìn rất là cưng nha cả nhà. Cô chú anh chị mình xem clip á, thì mình nghe thông số quần báo giúp em nha. Để mình hình dung được cây và mình kiểm tra cây nha cô chú anh chị. Rồi, mình đo thông số cho cả nhà nắm nha. Dạ. Hoành của cây là 24. Dạ. À, tổng bộ đế là 62. Chiều cao của cây là 60. Tán ngang là 60. Dạ, cao 60, tàn ngang 60 luôn cô chú anh chị mình. Hoành 24 ha. Rồi, một cây giảo như ý hàng cho cô chú anh chị mình chơi Tết phơm lùng lực nha. Em thấy là nó đã có đơm nụ kim rồi nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi, chị Trâm ơi, mình báo giá cho em nha. Cây này mình giao lưu cả nhà là giá 2 triệu rưỡi bao ship nha cả nhà. Dạ, 2 triệu 500 ngàn cho cây giảo như ý này ha cô chú anh chị.
cây rất là đẹp duyên luôn dáng nha cả nhà. Nhìn bộ đế nó có duyên lắm. Dạ. Số tiếp theo ạ. Siêu bông bình lợi nha cả nhà, hàng rút cốt thôi và mùa có đơn rồi nha cả nhà. Dạ, mã mấy chị Trang? Mã số 9 nè. Rồi, số 9 cả nhà. Củ đế cưng lắm nha cả nhà. Ừ, để em cúi xuống em quay cái form tàn cho cô chú anh chị mình coi nha. Cái hàng này thì cô chú mình cứ yên tâm là hàng rút cốt và cây cực kỳ duyên dáng cho mình luôn. Đây ha cô chú anh chị mình ơi. Nó kéo ke là kéo sẹo là cô chú anh chị. Vừa xử lý cho mình hết rồi ha. Cây này đẹp nha. Rồi, thông số nào. Vành của cây là 18 nè. Dạ. Tổng bộ đế là 40. Chiều cao của cây là 67. Dạ, cây lên nụ rồi cô chú ha. Cây cho nụ kim hết rồi cả nhà ơi. Dạ. Chiều dài của cây là 84. Cây nằm giao lưu cả nhà là giá 1.700.000 bao ship nha cả nhà. Dạ, 1.700.000 cho một bé siêu bông bình lợi hàng vào mùa ha cô chú. Hàng có duyên lắm cả nhà ơi. Cái dạ, thân nó lắc duyên lắm. Ừ, cây này có duyên cô chú anh chị mình ơi. Đây là chơi Tết được luôn. Chị Trâm là xếp chậu luôn hả chị? Xếp chậu luôn em. Nói chung là mình cũng nói cả nhà là những cây mình đi là mình xếp chậu nha cả nhà. Dạ rồi ha cô chú anh chị mình ơi, tham khảo giùm em cái mã này của chú, mã số 9 nè. Tiếp theo là mã số 10 nha cả nhà. Mã số 10 là một cây đại lộc nha cả nhà. Một hàng đây cây đại lộc già mùa nha, cây này nói chung là chắc 5-6 mùa luôn rồi. Cốt nó bự lắm ha cô chú anh chị mình. Nó liền cái đầu ở bên dưới luôn nha. Nè cô chú mình coi nè. Đại lộc. Hoa của nó rất là đẹp nha cả nhà ơi, 24 đến 48 cánh luôn ha. Rồi, chị đã thông số chị Trâm ơi. Cây này nó chung nó lực cả nhà, nó liền liền mà cốt tàn ấm lắm, hoành 20. Dạ rồi. Chiều cao của cây là 73. Dạ. Tán ngang là 74. Rồi. Mình giao lưu sao chị? Cây này mình giao lưu giá 1.300.000 bao ship nha cả nhà. Dạ, 1.300.000 cho cây đại lộc này nha cô chú anh chị mình ơi. Hàng già mùa hết. Nói chung hàng này hàng già lắm hàng. Dạ. Bông này là chuẩn hay chị Trâm ha? Chuẩn rồi. Nói chung là đã qua nhiều mùa bông rồi. Dạ. Nên mình biết mặt hoa hết rồi. Dạ rồi cô chú. Số tiếp theo luôn 11 hả cô chú? Mà số 11 là một cây như ý nha cả nhà. Dạ, cây này là cái đế đẹp nè, dáng cũng đẹp hay cô chú anh chị. Chung có định hình định dáng cho mình vô nước dây một rồi nha cả nhà. Dạ. Có nụ kim hết nè, cả nhà yên tâm mua Tết có hoa hết nha cả nhà. Dạ, đây là nụ kim đó cô chú anh chị nè, đã lên nụ rồi cô chú ơi. Cô chú mình cứ yên tâm nha. Đây cây này nó có cành phóng chỗ này luôn, đế cũng rất là duyên luôn. Rồi, em nhờ chị Trâm bao thông số. Vành của cây là 18 nha cả nhà. Rồi. Tổng bộ đế này giống như là một hình tú nha cả nhà. Tổng bộ đế là 60. Chiều cao của cây là 55. Cái đo như vậy ha, dáng đổ xuống vậy ha. Dạ, 66. Rồi. Quay cho cả nhà một vòng để ngắm nè. Cây đẹp nha cô chú. Cây có duyên lắm nha cả nhà. Rồi, thay chậu là xuất sắc. Nói chung cây này bỏ qua cái chậu nữa là ngon lành rồi. Cây này mình giao lưu cả nhà là giá 1.500.000 bao ship nha cả nhà. Dạ, 1.500.000 cho mã này nha cô chú anh chị mình ơi. Dảo như ý nha cả nhà ơi, cây 1.500.000 bao ship luôn nè. Mã số 12, hàng độc luôn cô chú anh chị mình. Hàng độc hàng lạ nha cả nhà, đây là một cây văn nhân mà cũng mai đại lộc ra nha cả nhà. Trời ơi cái cây này nó quái nha cô chú anh chị nè, cái dáng cưng ghê luôn á. Đó. Quá đẹp luôn. Hôm nay cô chú anh chị mình có điện em hỏi cây đại lộc dáng văn nhân bên vườn của chị Trâm còn không á. Cái cây đó là lên clip rất là lâu ha, nhưng mà được rất là nhiều cô chú anh chị mình yêu thích nè. Hôm nay thì có được một cây nó na ná vậy nha cô chú anh chị. Nói chung thì nó không giống cây trước mấy nhưng mà cũng là cái dáng như vậy nha cả nhà. Dạ. Thì cây kia cũng có nhiều khách nó hỏi mình nhưng mà mình chốt rồi. Thì hôm nay mình trả lời clip thì có cây này thì cả nhà anh chị em nào không rồi có cái tìm á, hôm nay có gặp thì alo cho mình nha cả nhà. Dạ. Rồi mình đo thông số chị Trâm ha. Mai đại lộc nha cả nhà mình ơi. Quanh 18. Tổng bộ đế của cây là 44. Dạ rồi. Chiều cao của cây là 65. Cái dáng ngang vậy là 51. Rồi báo giá em luôn. Cây này mình giao lưu cả nhà là giá 900 bao ship nha cả nhà. 900.000 bao ship cho cây đại lộc văn nhân này. Cô chú anh chị mình cái hàng mà đại lộc mà nó được tầm cái cốt như thế này là tầm khoảng chừng 5 mùa cô chú ha. Cây rất là già cây luôn, sửa dáng độc đáo phong cách cho mình luôn ha. Về cô chú anh chị thay giùm em cái chậu là xuất sắc nha cả nhà ơi. Rồi, 900.000 cho mã số 12 ạ. À. Mã số cuối clip ngày hôm nay là mã số 13 ha cô chú anh chị mình. Mã số 13 là một cây quyền bảo trang nha cả nhà. Cây này cái dáng độc đáo luôn cả nhà, cực đẹp luôn. Quái ha cô chú anh chị mình ơi. Quyền bảo trang chơi Tết nha cả nhà mình ơi. Nhìn y như con quái vật luôn nè. Cái nhánh nó rất là đẹp luôn, cái đường lắc thân đó cô chú anh chị mình ha. Nó có nguyên một cái củ ở đây nè.
Trong cây này già mùa nha cả nhà. Dạ, rất cây là này này F1 luôn rồi, mình đã sửa bonsai rồi nha cả nhà. Này hàng F1 luôn ha. Đây em cho cô chú anh chị mình coi cái cốt nè. Cây này là cây đầu dòng luôn cô chú anh chị ơi, cây để lấy bo lấy giống nha. Nè cô chú hai cái cốt nè, cái cốt này chỗ này mình đo giùm em cái cốt chỗ này chị đâu. Nói chung cái cốt này bự lắm rồi cả nhà. Nó hơn ngón tay em ạ. Quyền báo trang nha cô chú anh chị nè. À, cái cốt nó là 7 nha cả nhà, từ sợi dây đi. Dạ, mình đo giùm cái cốt trong đây luôn nè. Cái chương trình cái cốt nè. Cái cốt trong đó xong mình đo được rồi. Gán nè, cố lên. Cố lên, cố lên. Nó bự quá, nó đi đường nào ngắn. Rồi gán thì họ mình từ heo lại nha. Mình dòng trên đây được không? Không có đường dòng đúng không? Nó ở chỗ đó đó. Đúng không? Dòng lên đi mình từ heo lại. 11 á cả nhà. Trời 11 mà từ heo đây còn 9 đi. Còn 9 đúng rồi. Nói chung cái cốt này dữ lắm, nói chung là nó bự hơn ngón tay luôn cả nhà. Cây này rất là đẹp cô chú, đặc biệt là cái hàng F1 với giống Quyền Bảo Trang rồi chị Tâm. Những cái hàng này là hàng siêu tầm nha cả nhà. Dạ. Dường chỉ có một cây duy nhất thôi chứ không có cây thứ hai nữa. Hàng hiếm nè cô chú anh chị, nói chung cái phôi này nó rất là đẹp nha cả nhà. Thì hôm rồi cũng có nhiều khách đó điện hỏi là mình có Quyền Bảo Trang hơn mà mình định không có giao lưu cây này, nhưng mà hôm nay thôi mình cũng giao lưu cho cô chú anh chị đặng siêu tầm ha. Dạ rồi ha. Mình đo thông số nha chị đâu. Này giống như cái củ gốc nhớt không chú anh chị, đẹp đúng lắm. Rồi, hoành 26 nha cả nhà. 26 hoành ạ. Đưa khẩu chị. Đây. 77. Dạ rồi. Chiều cao của cây là 62. Dạ. Tán ngang là 77. Rồi, báo giá em luôn chị ha. Cái này mình giao lưu cả nhà là giá 4 triệu bao ship nha cả nhà. Dạ rồi, 4 triệu bao ship cho cây Quyền Bảo Trang này nha cô chú anh chị mình ơi. Cúc Quyền Bảo Trang á, cái hàng này F1 của chú anh chị ơi. Tết nay là ra hoa cho cô chú anh chị mình rất là đặc sắc luôn ha. Rồi mình xoay vòng cho cô chú mình chiêm ngưỡng lại cái chị Tâm ha. Cái này rất tầm nha cả nhà. Nói chung cái hàng này hàng hiếm, có một hai giường có thôi chứ cũng không có nhiều nữa nha cả nhà. Dạ rồi cô chú ha. Rồi. À, mình chào khán giả luôn chị Tâm ơi. Tới cái mã số 13 này cũng là mã số cuối clip nha cả nhà. Thì mình chào khán giả, thì mong cả nhà có một ngày mới vui vẻ nha. Rồi mong cả nhà xem và ủng hộ cho mình. Dạ, rồi em cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm và theo dõi clip nha. Ngày hôm nay cô chú anh chị mình thấy được cái mã nào thì mình ủng hộ chị Trâm giùm em nha cô chú anh chị ơi. Dạ, em chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.